Uy, kiểu gì đâu, ngân hàng cũng tranh điện thoại đấy à? Nhường ai sao không nhường yêu chui đấy? Ta thấy là khi ta lấy mà 200.000 đi, ta tưởng tăng giá chỉ 400 rồi. Sao mày? Ôi kiểu gì đâu, ngân hàng cũng tranh điện thoại đấy à? Nhường ai sao không nhường yêu chui đấy? Tôi là chủ xe đấy. Ông đang đi mà ông chui, ông chọc luôn là trong trận đầu người ta. Thế có đi không? Bố đang đi tiền nó muốn đấm nhau đấy. Địt mẹ.